Tính cho đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng, Liverpool là đội bóng im hơi lặng tiếng nhất trong top 6 mùa giải trước. Điều đó khiến các Liverpoolian trở nên lo lắng hơn tất thảy khi họ nhìn vào những ông kẹ khác tại Premier League. Với Arsenal, họ mang về một trung vệ đá cực hay tại Euro là Calafiori. Manchester United tậu 4 tân binh cực chất mang tên Joshua Zirkzee, Lenny Yoro, Mathai De Ligt và Nusay Mazraoui. Với Man City, họ vừa đẩy đi Julian Alvarez nhưng cũng chính thức bật ra đà mở đường cho những mục tiêu chuyển nhượng của mình. Còn với Chelsea thì không phải đụng đến rồi. Họ mang về tổng cộng 12 tân binh với những cái tên mà đọc thôi thì cũng thấy líu cả lưỡi. Do vậy cho đến lúc này thì nhiều chuyên gia vẫn đánh giá rất cao Liverpool. Đặc biệt khi dưới bàn tay của Arne Slot, những nhân tố của The Cop đã nhanh chóng thích nghi với chiến lược mới, đặc biệt phải kể đến sự nỗ lực từ các trụ cột. Vậy liệu rằng đâu sẽ là những cái tên đóng góp vai trò then chốt và đội hình trong mơ của Liverpool liệu có làm nên cơm cháo gì hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật ngay trong video ngày hôm nay. Nhưng trước đó anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu thấy video này ok. Các anh em cũng có thể truy cập vào trang web của 5Go để theo dõi các trận đấu của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già trong mùa giải mới nhé. Trước tiên này, cần đính chính lại một chút về tình hình chuyển nhượng của Liverpool cho anh em. Khác với những kỳ mua sắm trước đó thì The Cop lần này tỏ ra thận trọng vì người ngồi trên băng ghế huấn luyện không còn là một Jurgen Klopp quá am hiểu đội bóng nữa. Mặt khác, những cái tên mà đội chủ sân Anfield nhắm đến đều có những khúc mắc nhất định. Trường hợp như là Zubimendi chẳng hạn là một minh chứng khi tiền vệ người Tây Ban Nha muốn thi đấu cho một đội bóng lớn hơn nhưng vẫn thủ phạm chủ ở trong nước cơ. Cái tên còn lại gây nhiều chú ý là Anthony Gordon, lại là bảo vật của Newcastle. Chích chòe vùng Đông Bắc sau những biện pháp gỡ rối cho luật công bằng tài chính đã có thể tự tin giữ chân trụ cột của mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ cần hai nhân tố vừa nêu cập bến Anfield, một đội hình trong mơ dưới tay của huấn luyện viên Arne Slot sẽ được hình thành. Và đó là viễn cảnh mà cổ động viên tại đội bóng thành phố cảng này mơ ước. Nhưng rất tiếc, thương vụ Zubimendi mới đây đã chính thức đổ bể. Liverpool dường như cũng không có kế hoạch B nào cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Do vậy, thật may trước khi ra đi, Jurgen Klopp đã để lại cho Liverpool một dàn cầu thủ chất lượng và có chiều sâu. Có lẽ cũng vì vậy mà đội hình Liverpool sẽ không có quá nhiều thay đổi trong mùa giải tới đây. Và theo nhận định, đội hình The Cop mùa giải tới vẫn sẽ chứng kiến sự án ngữ cầu thủ thành Alisson Becker, người gác đền số 1 của Brazil đã khẳng định bản thân luôn nằm top 5 thủ thành hay nhất thế giới kể từ khi gia nhập Anfield. Và dĩ nhiên không có lý do gì để Arne Slot phải băn khoăn ở vị trí này cả. Bảo vệ cho cầu môn còn chứng kiến trung vệ Virgil van Dijk. Siêu trung vệ người Hà Lan vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời sau chấn thương đứt dây chằng. Không chỉ tại Liverpool, cựu trung vệ Southampton còn giữ vững sự chắc chắn của mình trong màu áo của đội tuyển. Chắc chắn rằng ông thầy người đồng hương sẽ không muốn mất đi thủ lĩnh hàng phòng ngự trong 1 đến 2 mùa giải tới. Tuy nhiên, cơn đau đầu sẽ đến khi người đá cạnh cùng Virgil van Dijk là Ibrahim Konate quá mẫn cảm với chấn thương. Cầu thủ người Pháp có mặt trong đội hình danh sách triệu tập của gà.gloa nhưng gặp một số vấn đề về mặt thể lực mà đánh mất đi suất thi đấu của mình. Trong một chiến dịch dài hơi, thật khó để tin tưởng vào riêng Konate. Do vậy, nếu không có bất cứ vấn đề gì về mặt thể chất, khó có ai có thể sánh ngang vai trò của cầu thủ 25 tuổi tại Anfield. Hai hành lang cánh thì vẫn là đôi cánh thiên thần, Trent Alexander-Arnold và Robertson. Dẫu trong mùa giải cả hai đã gặp những trục trặc nhất định về mặt phong độ cũng như là chấn thương, nhưng dưới thời của Arne Slot, mọi chuyện có thể chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Để rồi khi lên tới hàng tiền vệ, bài toán tiền vệ trụ mới là cơn đau đầu lớn nhất của đội bóng. Ở tuyến tiền vệ, với việc Liverpool không thể mang về được Zubimendi và cũng không có phương án dự phòng, người hâm mộ The Cop sẽ phải tiếp tục trông chờ vào chiến binh Nhật Bản Wataru Endo. Màn thể hiện của anh trong tour du đấu hè thực tế là cũng khá ổn và cho thấy anh đủ sức hòa nhịp vào lối chơi mới của tân huấn luyện viên Arne Slot. Thi đấu cao hơn một chút không ai khác ngoài nhạc trưởng Alexis Mac Allister, người luôn giữ được phong độ của mình xuyên suốt từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Dù cho gặp những sự cố khi tỏ ra hụt hơi ở những thời điểm cuối trận, nhưng không thể phủ nhận được Allister đúng thực là Messi chân phải của bóng đá thế giới. Và với những gì đang hướng đến, bộ ba hàng tiền vệ sẽ chứng kiến Szoboszlai thi đấu cao nhất ở khu trung tuyến. Tốc độ, sự sáng tạo của tiền vệ người Hungary luôn là mối nguy thường trực cho mọi hàng phòng ngự. Và từ đây, mũi đinh ba Anthony Gordon, Mohamed Salah và Darwin Núñez sẽ vẽ ra tam tấu trong mơ của The Cop. Dẫu cho viễn cảnh Gordon cầm bến Anfield còn mờ mịt, song với những động thái chậm mà chắc của mình, Liverpool dĩ nhiên rất khát khao có được chữ ký của chân chạy cánh người Anh. Một đội hình mà nhiều người vẫn còn cảm thấy nghi ngại, nhưng theo nhiều nguồn tin, việc chưa chắc chắn ký thêm những ngôi sao mới sẽ giúp cho huấn luyện viên Arne Slot giữ nguyên được bộ khung từ mùa giải trước. Như vậy, ở hàng phòng ngự, trung vệ Joe Gomez, Jaren Quanshat, Timmy Cass, Connor Bradley, khu vực trung tuyến cũng còn lại không ít nhân tố chất lượng như Fabio Cavanho, Curtis Jones và Graham Van Beek. Cùng với đó, hàng công sẽ có phương án chất lượng từ ngôi sao sáng trở về từ Euro mang tên Cody Gakpo, máy chạy người Colombia Luis Diaz, tay săn màn đánh đầu hay nhất đội Diogo Jota. Những nhân tố vừa nêu chắc chắn sẽ được thay nhau thi đấu trong từng trận đấu và từng thời điểm thích hợp. Ví dụ như là trung vệ Joe Gomez, mẫu cầu thủ đa năng có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí nơi hàng phòng ngự.
Jaren quan sát, cầu thủ được quy hoạch để thay thế Virgil van Dijk trong tương lai. Connor Bradley, hậu vệ biên dự phòng chất lượng cho Arsenal. Và không dừng lại ở đó, nơi trung tuyến cũng chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ của Endo Gravenbech trong một suất nơi đáy hàng tiền vệ. Bên cạnh còn có sự xuất hiện đầy mới mẻ mang tên Fabio Cavanho. Tương tự là sự đa dạng trên hàng công với ba cái tên chất lượng sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Diogo Jota trong vai trò số 9 độc lập, anh có thể ghi bàn một cách rất đa dạng, mặc cho thể hình không quá vượt trội. Luis Diaz cũng không chấp nhận làm kép phụ khi cá nhân anh đã thi đấu cực hay tại kỳ Copa vừa qua. Nhưng đáng kể nhất phải là Cody Gakpo, trên trẻ cánh người Hà Lan lấy lại phần nào phong độ trong giai đoạn cuối dưới quyền của huấn luyện viên Jurgen Klopp trước khi vươn ra ánh sáng tại kỳ Euro vừa qua, gánh vác cả tập thể Hà Lan và trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất. Thật bất công nếu Gakpo vẫn giữ được phong độ đó mà phải ngồi dự bị. Không có những phát ngôn chào sân ồn ào như Erik ten Hag trước kia, cũng chẳng được kỳ vọng như là Pep ngày mới gia nhập Man City. Những gì mà Arne Slot đang gánh vác trên vai lại cực kỳ lớn. Kế thừa và phát huy dàn cầu thủ được Jurgen Klopp chọn mặt cười vàng, phát triển đội bóng lên một tầm cao mới, chiết lý mới khi họ đã thấm nhuần bản sắc bóng đá của người cũ. Rất có thể mùa giải năm nay sẽ đóng vai trò tiên quyết cho sự thành công của Liverpool. Đua vô địch có thể là hơi quá sức, nhưng một suất trong top 4 là nhiệm vụ chấp nhận được. Premier League sắp chính thức khởi tranh và những sự chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện. Đối thủ Ipswich Town có thể là miếng mồi vừa tầm cho Liverpool ngay trong ngày khai mạc. Dẫu vậy, sự sẵn sàng cần được thể hiện rõ ràng hơn và các Liverpoolian không muốn chứng kiến đội bóng con cưng thất thủ ngay trong ngày ra quân. Không quá ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng trận mở màn sẽ là dịp hoàn hảo để Arne Slot trả ơn Jurgen Klopp đã nhiệt tình chào đón ông ngay trong ngày chia tay ông thầy người Đức. Và giờ, những sự chuẩn bị đã gần như hoàn tất, cùng đón chờ một Liverpool hoàn toàn mới dưới triết lý và hình hài ông thầy Arne Slot. Trên đây cũng là chi tiết cuối cùng của video ngày hôm nay. 11 cái tên, một đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn còn đó một dàn dự bị chất lượng. Liverpool liệu có thể đem về tân binh nào ở cuối kỳ chuyển nhượng này hay không? Và Dream Team của họ liệu có như 5 goal dự đoán hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Rất cảm ơn quý khán giả đã nán lại và lắng nghe đến hết. Sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực to lớn giúp kênh phát triển. Chính vì vậy, mọi người đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.